Xin chào tất cả mọi người ạ. Chúc cả nhà một buổi sáng nhiều đầu tư, nhiều thành công ạ. Hôm nay thì buổi sáng em trực tiếp hơi sớm một chút, bởi vì chút xíu là em có việc bận, nên em đang trực tiếp tại phòng khách nhà em luôn, hay tại nhà luôn. Rồi xong cái trực tiếp này thì em mới đi làm. Để hạn chế hơn cái thời gian mà mất công anh chị nghe thì em đi vào cái việc trực vào 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 cái phần nội dung chính luôn. Hôm nay thì em làm cái video này là video thứ 26. Như vậy là cũng đã livestream và trực tiếp với anh chị được 26, thực ra là 30 video rồi, nhưng mà em chỉ đăng lại 26 video thôi. Cũng chia sẻ thật với anh chị là sau khi làm các video rồi, học hỏi qua lại giữa mọi người, chia sẻ với nhau, rồi gửi mail rồi các thứ, thì cũng có gặp rất nhiều những cái thiếu sót. Có lúc thì được, có lúc thì cũng không được, được mất. Rồi nói chung là sau hơn 26 video, 30 video, là hơn 1 tháng rưỡi giao dịch, thì phải nói thật là làm cộng đồng nó khó hơn mình tưởng nhiều, làm cộng đồng khó hơn mình tưởng nhiều. Cũng có phê bình, cũng có chỉ trích, rồi cũng có này kia. Hôm qua thì có một bạn á, bởi vì hôm nay em làm cái chuyên đề lòng tham và cái sự sợ hãi này á, thì bởi vì cũng là cái động lực từ một bạn có gửi mail cho em, và nói rằng là: anh ơi, theo em á thì anh đừng có BA nữa, đừng có BA trên 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 live trực tiếp một số cổ phiếu nữa, bởi vì là em có chót mua một cổ phiếu A, sau đấy thì mỗi lần anh BA thì theo thuyết âm mưu á thì nó giảm. Em đọc và em thấy cũng nói chung là cũng nhiều người cũng còn cái hiểu biết về chứng khoán á, nó thực sự là cũng chưa được 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 nhiều lắm. Đó lại cũng chính là cái động lực để em muốn là tiếp tục được nói chuyện, được làm việc với các anh chị, để tiếp tục chia sẻ các cái chuyên đề về về gọi là kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán, những kiến thức nền để cho tất cả những anh chị em mà thực sự mà có cái đam mê, có cái mong muốn tham gia cái thị trường này biết và hiểu hơn về một cái ngành ngành nghề. Cộng với việc là do là mình không phải là người chuyên nghề nên có rất nhiều kiến thức đối với bọn em thì nó chỉ là cơ bản thôi, sơ đẳng thôi, nhưng đối với các anh chị mà mới tham gia và với những người mà trái nghề á, thì đó là những cái kiến thức mà nếu tự học á, thì nó khá là lâu. Vì vậy nên là bằng cái việc mà hiểu biết của mình á, thì em muốn là chia sẻ hết những các cái kiến thức đó lại cho các anh chị nắm nắm và nâng cao cái tư duy, nâng cao cái kiến thức trong cái nghề tài chính, nhằm mục đích là anh chị đầu tư á, nó thông minh hơn, nó đúng với nguyên tức là đúng những cái quy luật tự nhiên của đầu tư hơn. Thì cũng kết hợp cái chuyên đề là cái lòng tham và cái sự sợ hãi này á, thì em cũng muốn nói thêm luôn về cái đỉnh đáy, đỉnh và đáy nó cũng nằm trong cái chuyên đề lòng tham và sợ hãi, một góc nhìn khác về 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 cái lòng tham sợ hãi. Thực tế thì bản chất về con người của tất cả mọi 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 người hay bất kỳ một cái thành tố nào trong cái xã hội này á, thì cái lòng tham và cái nỗi sợ hãi nó luôn tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Em lấy ví dụ biết chắc rằng là trước khi nói với ví dụ đó thì em có nói một câu chuyện đùa là em cũng đang khởi nghiệp, em cũng đang khởi nghiệp, em đang khởi nghiệp ở đây là khởi nghiệp bất chấp ấy anh chị, là không cần nhiều vốn đâu, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra 10.000, và hy vọng rằng là khởi nghiệp thành công, một ngày sẽ ăn ăn tiền được của 8,2 triệu người còn lại, thì sẽ có một khoản thành công khởi nghiệp rất là lớn. Đó là em đang nói đến việc lốt đó, nghe ngày ngày bỏ ra chưa 10.000, biết rằng là cái xác suất trúng nó rất là thấp, là 1 trên 8,2 triệu, 8,2 triệu. Như vậy nhưng mà
phần lớn anh chị em hay là phần lớn mọi người trong xã hội vẫn kỳ vọng rằng là cái niềm may mắn đó nó đến với mình, nó đến với mình, cái kết quả đó nó đến với mình, thì đó là lòng tham. Tham mặc dù biết xác suất thấp nhưng vẫn là vẫn tham. Đó là thứ nhất. Thứ hai, nếu lên trên thị trường tài chính thì anh chị sẽ thấy liên tục trỗi dậy cái lòng tham như thế. Em lấy ví dụ như khi mà chưa mua một cổ phiếu nào đó thì không có vấn đề gì, nhưng khi mua vào mà nó mà lên thì cảm thấy là cái tâm lý nó là cảm thấy rất là sung sướng, bốc đồng lên á. Rồi đặc biệt là có cái lòng tham nó ích kỷ đến mức như thế này này. Cổ phiếu trên thị trường thì rất là nhiều, anh chị đồng ý với em lại rất là nhiều, nhưng không vẫn coi rằng là cứ cái cổ phiếu nào nó tăng là mình phải có trong danh mục. Anh chị có biết là xác suất là để chọn đúng một cổ phiếu mà nó tăng trong ngắn hạn ở thị trường chứng khoán Việt Nam là bao nhiêu không ạ? Thưa các anh chị là nó là 1 trên 1.200, tức là có trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại đang có khoảng tầm 1.200 cổ phiếu. Để chọn đúng và chọn trúng được cổ phiếu mà tăng mạnh là xác suất đúng của nó là 1 trên 1.200 cổ phiếu. Và trong tùy từng giai đoạn thì cái lượng cổ phiếu mà tăng mạnh nó nhiều hay ít nó tùy thuộc vào thị trường chung đó, tức là cái giai đoạn đó là giai đoạn đang tăng giá hay giai đoạn giảm giá. Em lấy đi vào trực tiếp thị trường luôn, ví dụ như là cái đoạn vừa rồi á, cái đoạn thị trường giảm từ ngày mùng 29 tháng 9 á đến bây giờ á, thì thực tế thị trường á đã đi vào một cái xu hướng giảm. Thì trong cái xu hướng giảm của giai đoạn 2 tháng rồi thì số lượng cổ phiếu tăng và kiếm được cái tỷ lệ phần trăm tăng á nó rất là thấp. Nhưng phần lớn những anh chị em, ngay cả dân tài chính giống như bọn em, các broker hay là các quỹ đầu tư, mắt nhìn vẫn dán vào những cái thứ mà gọi là nó tăng, nhưng không biết rằng là nếu xác suất mình mua sai thì đã ăn đạn rồi, tức là đã thua lỗ rất là nhiều rồi, bởi vì xác suất rất là thấp. Nên khi mà giống như anh chị em nhà mình đây này thì cái lòng tham nên giảm thiểu xuống, nên hiểu được một cái câu chuyện rằng là có rất nhiều cơ hội không phải dành riêng cho mình, không phải của mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cố gắng giao dịch trong những cái giai đoạn thị trường tăng trưởng hơn là cố gắng tìm kiếm học hỏi những cái kiến thức mà trong cái thị trường mà đi xuống. Bởi vì nó cũng giống như cái ví dụ rất là giản đơn, đó là nếu như anh chị mà đẩy một cái hòn đá lớn ngược xuống dốc, tức là xuôi theo dốc, thì chỉ cần cái sức rất là ít để đẩy cho nó một cái là nó sẽ chạy ngay. Nhưng nếu như mà trong cái thị trường khó khăn mà anh chị cố gắng để thể hiện mình là người giỏi nhất, bởi vì mình là nhỏ lẻ, em đã nói là mình là những người đầu tư mà ít tiền thôi, thì đừng có quá chứ là cố gắng dành cái thời gian đó để nghỉ ngơi, để làm cái việc chính của mình. Bởi vì thường những anh chị mà đang nghe em nói thường là có một công việc khác không chuyên, dành cái thời gian đó làm việc khác, rồi sau đó là khi nào mà thị trường nó tăng thì vào, anh chị sẽ xác suất chọn được đúng cổ phiếu. Tất nhiên vẫn là những cái thứ kiến thức cần phải làm như em hướng dẫn ở nhiều video trước, nhưng nên dành một cái khoảng thời gian nghỉ, không phải lúc nào cũng ôm cổ phiếu trên thị trường. Đó là điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba nhá, anh chị cứ nghĩ tưởng tượng xem, bây giờ em cứ cho rằng là bản thân anh chị và em là rất như là gọi là tinh thông, am hiểu về thị trường, nhưng trong cái đoạn thị trường đi xuống nó giống như chuyện mình đấy một cái khối đá lớn mà đi ngược lên trên dốc ấy. Dù sức khỏe có khỏe bằng chừng nào đi chăng nữa thì đẩy lên nó cũng là rất khó khăn, và cái xác suất mà kiếm được lợi nhuận, lợi ích trên thị trường trong ngắn hạn là điều rất là khó. Trừ những trường hợp mình như một số thành phần, tức là anh chị em có một khoản tiền dư không có sử dụng đến và có cái sự kiên nhẫn nhất định, thì có thể tìm kiếm cơ hội ở những cái giai đoạn mà thị trường mà gọi là tạo một cái đáy thấp, theo cái phương pháp mà anh chị em mình sử dụng định giá một cái doanh nghiệp ở đó với cái mức giá ở đó, mà tự dưng nó bán với mức giá rất là thấp, thì anh chị có thể mua và bỏ đó, nhưng trong ngắn hạn có khi ngay lập tức nó cũng không tăng.
nó cũng vẫn ở cái một cái vùng nào đó mà anh chị thấy mua hoài mà nó không lên, nhưng về lâu dài thì anh chị sẽ hưởng được lợi ích ở đó. Đây là nó cái em nói nó cũng giống như là cái kiểu của anh Warren á, của Warren Buffett á, tức là anh ông đó đọc báo cáo tài chính rất là kỹ, phân loại phân tích rất là chi tiết, nhưng không bao giờ mua một cái thứ mà có giá 1.000 mà anh và mà ông Warren ông có đồng ý mua với giá 1.000, mà chỉ chờ khi nào mà có biến thị trường, có biến lớn thì mới bỏ tiền ra mua với giá 0,5 đô la thôi, tức là có giá 1 đô la, giá trị của doanh nghiệp đó cái nhà đầu tư này đã nghiên cứu kỹ là 1 đô la thì chỉ chấp nhận mua với 0,5 đô la thôi. Thì ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam cũng thế, trên cái biểu đồ kỹ thuật đó, hôm bữa em có nói với anh chị thì nhìn biểu đồ kỹ thuật mà thị trường nó cứ lên lên xuống xuống năm nào cũng có, thì canh một cổ phiếu anh chị đã ưng vào đúng cái thời điểm mà nó xấu quá trời xấu luôn, tin tức xấu rất nhiều mua vào, đó là lúc mà giá được giá thấp nhất, thì anh chị trong ngắn hạn thì không bao giờ lo bị lỗ. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là cái góc nhìn của cái sự sợ hãi ấy. Chính cái sự sợ hãi, chính những cái thêu dệt và những cái tin tức ngắn hạn làm tác động đến anh chị và làm anh chị mất tiền, cái này là có thật. Em nói cái chung chung thôi nhưng mà rất cố gắng hiểu ý em nói, bởi vì cái khả năng diễn đạt của em cũng 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 có giới hạn. Nhưng mà cái sợ hãi ở đây á, là em nói thêm để anh chị mới thấy thế này, sau gần đây chắc khoảng tầm 7-8 năm gần đây á, thì thị trường lúc nào cũng cứ lên lên xuống xuống, mỗi lần xuống thì nó có cái tin gì đó, em lấy ví dụ như là đợt bắt bớ Bầu Kiên, sau đấy thêu dệt cho sự gọi là khủng hoảng ngành ngân hàng, rồi ảnh hưởng đến sập đổ ngân hàng, thậm chí cái tại thời điểm đó đang làm cho một công ty nước ngoài họ có gửi tiền tại ngân hàng Việt Nam, chính những người chủ doanh nghiệp đó cũng sợ hãi và yêu cầu nhân viên kế toán ra ngân hàng rút hết tiền về, rút hết tiền mặt về đấy, cái sự sợ hãi đó. Sau đó đến cái vụ sau nữa đó là nó liên quan đến chính trị, đó là vụ cắt cắt cáp giàn khoan ở ngoài biển, và cái vụ mà sau này là liên quan đến Biển Đông, nó lớn lắm, nó cực kỳ lớn lắm, lớn và nó dẫn đến cái tình trạng đó là có một đợt đó là đốt nhà máy tại khu công nghiệp Sóng Thần ở Dĩ An Bình Dương, và đối với một cái nhà máy ở ở ngoài 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 Hà Tĩnh á, có một cái bê bối ở ngoài đó là gọi là cũng là ầm ĩ, và cái giai đoạn đó cứ em bản thân em cũng còn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý ở cái chỗ đó, bởi vì anh chị biết không, em có một cậu em trai làm bên ngành công an tại thời điểm nó đang học, thế là được một cái lệnh điều động là về gấp chăn màn để sẵn sàng là được điều động đi ra ngoài biển để gọi là sẵn sàng chiến đấu, thì mình phải cảm thấy là nó sát sườn đối với mình quá, liên quan đến 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 đến, đến người thân của mình, khả năng ra ngoài biển chiến đấu là khả năng là xác suất là chỉ làm bia đỡ đạn thôi, bởi vì mới là học sinh thì chiến đấu nó cái nỗi gì chỉ làm bia thôi, thì là mình cảm thấy hoang mang lắm, và đúng cái giai đoạn đó thì cái sự hoang mang đó thị trường chứng khoán nó tụt không phanh luôn, tụt không phanh luôn, nhưng sau đó rồi cuối cùng rồi mọi chuyện kết thúc vẫn ổn, tất cả mọi thứ vẫn ổn, thị trường vẫn như vậy, kinh tế vẫn vậy, các công ty chứng khoán các công ty trên thị trường chứng khoán vẫn bình thường đấy. Sau những đợt như thế rồi cái đợt mà Brexit, anh chị thấy cái đợt Brexit không, cái đợt mà gọi là mà trưng cầu dân ý ở Anh á để thoát khỏi 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 châu á, đồn đoán rằng là các giới tài chính rồi phân tích rồi đồn đoán là sẽ ảnh hưởng kinh khủng như thế này thế kia, đừng cái ngày hôm đó nó trưng cầu dân ý thoát, ngày hôm đó giảm rất là nhiều, giảm 34 điểm, tức là lần đầu tiên. Ngày xưa thì cái chuyện mà giảm sàn hàng loạt thì là có, nhưng lâu lắm rồi, mấy năm gần đây là ít có, nhưng đúng lúc một phiên hôm đó thị trường giảm sàn hàng loạt, bất chấp thông tin, bất chấp sự tốt xấu của doanh nghiệp giảm sàn, xong cái phiên hôm đó xong nó hồi lại ngay vào cuối phiên và mọi chuyện lại đi vào cái chuyện bình thường. Thế mới thấy rằng là cái sự hoảng loạn, cái lòng tham vừa nãy em nói rồi, còn cái sợ hãi chỉ làm chúng ta mất tiền, không nhận định được, không tỉnh táo để nhận định được cái vấn đề là đúng sai như thế nào. Chỉ vài cái phiên giảm điểm nhìn trên danh mục thấy gọi là mất đi một chút tiền bạc, mất đi một chút tiền bạc, cái này nó gọi là những cái rủi ro, gọi là rủi ro khách quan mà không thể kiểm soát được, gọi là thiên thiên nga đen á, có những cái rủi ro mà, thì có hai cách em bày cho anh chị. Một là trước những cái bắt đầu có tiềm ẩn rủi ro khách quan đó thì anh chị đứng ngoài ôm tiền,
ôm tiền. Cách thứ hai nữa là có trong thị trường thì anh chị hãy bình tĩnh suy xét và đánh giá cái vấn đề cho nó thật là thấu đáo. Đừng để cái những cái tâm lý gọi là tâm lý bầy đàn á, nó gọi là tâm lý bầy đàn á, ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến mình. Và cái nhân tiện cái chuyện về tâm lý bầy đàn em cũng nói kết hợp, em cũng nói cho anh chị là bởi vì cái chỗ mà em làm thế này này, nó đông người quá, đông thành viên quá, có người tin em mua cổ phiếu, có người nói chung là thực ra về bản chất những người mà nghe em nói số lượng tiền không nhiều, lực mua không nhiều, không có nhiều, dẫn đến cái câu chuyện là giống như là các bạn gì có đầu video em nói có thuyết âm mưu là một số cái nhóm cái đội có thể là lợi dụng cái tình hình đó để làm giá trên cái cổ phiếu đó, làm trò trên cổ phiếu đó, gây ra những cái thiệt hại nhất định cho anh chị em. Vì vậy nên là từ những cái video sau mà em nói á, thì anh chị vui lòng là tất cả những ví dụ của em nói đều chỉ là mang ý nghĩa tham khảo, lấy ví dụ để làm cho sinh động cho cái chuyên đề mình đang trao đổi. Còn lại nó không phải là cái cổ phiếu khuyến nghị anh chị mua hay bán. Và cái việc mua bán nó còn tùy thuộc vào rất nhiều các vấn đề khác liên quan, không chỉ đơn giản là thời điểm thắng nói. Bởi vì những thời điểm thắng, lấy ví dụ có thể cổ phiếu nó đã tăng một giai đoạn rồi, hoặc có thể nó đang là vùng tạo đỉnh, hay có thể là nó không còn là cái điểm mua tốt cho các anh chị mua nữa. Nhưng bởi vì nó là cổ phiếu đang được thị trường quan tâm, đang được nhiều người view vào để nhìn, thì Thắng lấy đó làm ví dụ, lấy đó làm ví dụ để anh chị dễ hiểu, dễ cảm nhận cái thông tin, cái kiến thức của Thắng có thể chia sẻ cho anh chị. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa cũng đan xen trong một cái góc nhìn khác, góc nhìn khác về đỉnh và đáy. Nó cũng chỉ là cái lòng tham và sợ hãi thôi. Ai cũng muốn bán được đỉnh, ai cũng muốn bán được ở cái đỉnh. Là đỉnh tức là sao? Tức là cái chỗ mà nó giao dịch ở vùng giá cao nhất trong vòng 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng, hoặc là trong vòng một vài tháng. Nhưng mà thực tế mà nói thì anh chị phải hiểu dùm cho em là chỉ khi nào nhìn thấy đỉnh thì đó mới là đỉnh. Tức là khi nó đạt được một cái đỉnh cao nhất định, đạt được một cái đỉnh cao nhất định, sau đó nó tạo ra một cái sườn dốc bên kia thì ta mới biết đó là đỉnh, sườn dốc hẳn ra bên kia luôn. Chứ còn nó còn là dao động ngắn hạn và nó tiếp tục đi lên nữa thì không ai có thể đoán được đâu là đỉnh cả. Vì vậy cái lòng tham làm cho chúng ta luôn luôn muốn rằng là phải bán được ngay đỉnh. Và có một cái suy nghĩ của hầu hết dân đầu tư đều rất là xấu, đó là mong rằng bán được cái cổ phiếu của mình mua ở một mức cao nhất cho cái người đến sau mình mua ngay đó, và phải nó phải giảm ngày hôm sau, nó phải giảm giảm mạnh càng tốt. Tư duy như vậy đó là cái tư duy thực ra em không có nói là xấu hay tốt, nhưng mà nó liên quan đến một cái chuyên đề khác. Em sẽ nói về cái vấn đề niềm tin. Bởi vì ở Việt Nam mình cái niềm tin nó bị ăn mòn nhiều quá, không ai tin tưởng ai cả. Cũng chính vì cái tư duy đó nên là cái phương thức kiếm tiền trên thị trường chứng khoán hay là trong các cái ngành nghề kinh doanh khác phần lớn là với cái tư duy là tìm cách để làm sao để lừa đảo nhau á, tức là lừa lọc nhau, chứ không có cái tư duy là cùng góp tay xây dựng, hỗ trợ nhau. Tại sao người cứ chê người Trung Quốc, nhưng mà người Trung Quốc người ta đến Việt Nam người ta lập ra những cái nhóm hỗ trợ nhau, những người đã làm ăn thành công hùn hạp vốn lại cho những người chưa thành công trong cộng đồng. Em cứ nói chuyện người Hoa Hồ Chí Minh như này, họ hỗ trợ nhau rất là tốt. Hay là niềm tự hào của Việt Nam mình có người Nghệ An á, đi đâu họ cũng hỗ trợ nhau. Cái niềm tin ở chỗ đó là sự thương yêu, tin tưởng nhau, cùng nhau góp sức để mà xây dựng cái thị trường, hay là cùng nhau góp sức để xây dựng kinh tế. Mà những người Nghệ An ở khắp các nơi họ hỗ trợ nhau rất là tốt. Họ gọi là đồng cam cộng khổ, thương yêu nhau để mà hỗ trợ nhau trong các cái công việc làm ăn. Nhưng còn ở Việt Nam mình thì cái niềm tin nó bị lung lay khá là lớn, không ai tin ai hết. Em nói thế này á, nhưng mà có rất nhiều người không tin rằng là em đang làm cái thứ mà có ích cho cộng đồng, nhưng mà họ chỉ nghĩ rằng là thằng này nó làm cái này vì cái mục đích thế này, vì mục đích thế kia, hay vì cái gì đó, rồi không tin tưởng vào những cái thứ mình đang lắng tai nghe, hoặc là mình nghe thì nghe bỏ đó thôi, chứ không tin. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái đỉnh á, em nói tiếp lại vấn đề cái đỉnh. Vì vậy nên là chúng ta chỉ giao dịch với một cổ phiếu trên nền cổ phiếu tốt, nên ta cũng chẳng bao giờ mong cái lúc mình bán là đỉnh, mà chỉ là vì cái quản trị danh mục, cái dòng tiền trong danh mục, vì cái kỳ vọng cá nhân trong giai đoạn ngắn hạn. Bởi vì có những người giao dịch ngắn, giao dịch dài, cái này tùy theo tài khoản, nhưng mà em đang nói về vấn đề giao dịch ngắn thì ta sẽ cảm thấy thỏa mãn về mặt lợi nhuận, về mặt kỳ vọng ngay ta tham gia giao dịch cái lúc ban đầu á,
ta đưa ra một cái kế hoạch, cái kỳ vọng lợi nhuận nó như vậy, nó như vậy, thì chúng ta thán mới thỏa mãn chuyện đó thì chúng ta bán ra. Còn việc cổ phiếu tiếp tục tăng tiếp thì đó là chuyện của thị trường, của Mr. thị trường, Mr. thị trường. Còn nếu cổ phiếu giảm xuống, giảm lại thì đó là cũng là mong mình chỉ coi đó không phải là do mình giỏi, mà đó là cái sự may mắn của mình, may mắn của mình bán được ngay ở cái vùng giá cao nhất trong ngắn hạn. Nhưng không chắc cái chuyện đó về mặt dài hạn nó đã là đúng, bởi vì hôm nay, ngày hôm nay nó đang là đúng, nhưng giả sử 3 tháng sau cổ phiếu đã tăng thêm một nấc nữa, dài hơn, cao hơn cái vị trí anh chị bán, thì rõ ràng những quyết định trong ngắn hạn của anh chị tưởng chừng là đúng nhưng nó lại là sai, nó lại cũng chưa chắc đã là đúng. Vì vậy cái đúng sai trên thị trường chứng khoán nó luôn luôn gần kề sát nhau, nên anh chị đừng có nặng nề chuyện đó. Việc mua tại đáy cũng là như vậy, không ai có khả năng bắt được đáy, bắt đáy chỉ khi nào nhìn thấy nó tạo thành một cái đáy rất rõ ràng, kiểm tra lại có một cái gọi là cái xu hướng là sau khi tạo đáy xong nó đi lên một đoạn, sau đấy nó quay lại, nó kiểm tra lại xem cái vùng đáy là có phải là vùng hỗ trợ không, đó mới là xác nhận đó là đáy. Còn lại nếu bắt đáy, anh chị nói cổ phiếu này giảm nhiều quá rồi, giảm 20%, 30%, 50% rồi, nó là đáy rồi, em xin thưa với các anh chị, suy nghĩ như vậy là không có đúng, sai lầm. Bởi vì thế này này, trên thị trường tài chính hôm qua em có nói về cái dòng tiền đó, thì cái dòng tiền đến với các cổ phiếu ngoài cái tiền thật của anh chị, có thể rất nhiều người mua bằng tiền cá nhân, tiền thật không vay, nhưng không phải là anh chị làm như vậy mà tất cả mọi người khác đều làm như vậy. Bởi vì có rất nhiều người, rất nhiều tổ chức tài chính sử dụng đoàn đáy margin rất là cao. Khi mà cổ phiếu đi lên thì tại sao nó lại càng đi lên? Bởi vì đơn giản là cái tỷ lệ khi đi lên á, cái lời nó rơi ra thì nó lại càng tăng cái tỷ lệ margin có thể vay thêm cho các anh chị, thì người ta lại đang hào hứng, người ta lại vẫn có thể, đây là cái về tâm lý, vẫn tiếp tục mua thêm. Mua thêm nên nó tạo ra hết đỉnh này đến đỉnh khác là do là cái sức mua nó tăng thêm, nên là tạo ra cái việc cổ phiếu cứ liên tục tăng. Nhưng cổ phiếu mà đi xuống, cổ phiếu mà đi xuống thì anh chị biết cảnh ở đấy, các công ty chứng khoán cương quyết bán để thu hồi vốn về, nên nó sẽ tạo ra một cái thực tế là rất là xấu, đó là cổ phiếu đó còn tiếp tục đi xuống nữa. Vì vậy chỉ khi nào mà cái lực bán mà không còn nữa tạo ra cái đáy thì mới thành thành cái đáy. Thì kết cái video này thì em muốn nói đến cái câu chuyện đỉnh đáy, chuyên đề chi tiết hơn em nói về cái câu chuyện đỉnh đáy sẽ nhiều hơn, nhưng mà em nói rằng là đáy và đỉnh của thị trường chứng khoán nó cũng gần tương tự và gần giống như là cái quy trình mà đi lên dốc và đi xuống dốc. Ví dụ một cái người mà hay tham gia cái việc leo núi, anh chị thấy cái việc mà leo lên trên đến đỉnh trong quá trình leo núi á, là điều rất là khó khăn, cực kỳ khó khăn luôn. Nó gây ra rất nhiều những cái khó khăn nhất định để mà lên ở đến đỉnh núi. Mỗi cái chặng đường như vậy nó cần phải có một cái đoạn nghỉ. Giả sử anh chị leo Phan Xi Phăng á, anh chị sẽ biết là có một cái đoạn gọi là cái trạm nghỉ để nghỉ ngơi, rồi sau đó mới tiếp tục đi lên được. Nhưng cái việc đi xuống của thị trường chứng khoán nó giống như cái câu chuyện mà anh chị đang trong quá trình leo núi mà chẳng may sẩy chân á, tức là vì một cái gì đó mà cổ phiếu hay là doanh nghiệp đó nó xấu quá, nó bị sẩy chân thì nó rớt xuống, giống như chỉ trong 1 phút 30 giây nó lao cắm đầu xuống dưới chân núi ngay. May thay có những cái đoạn mà nó dừng lại, chẳng qua là anh chị đang rớt, sau đó gặp phải một cái cành cây hay một cái gì đó anh chị bấu víu lại được, sau đó bấu víu một lúc thì cái cành cây nó cũng gãy tiếp thì rơi tiếp, thì nó gọi là những cái nhịp hồi trong cái xu hướng đi xuống. Thì thế anh chị, em lấy một cái ví dụ như thế, nó có sự tương đồng giống như quy luật tự nhiên như thế. Cái sức hút của trái đất hút cái lực mà khi mà leo núi mà bị sẩy chân rớt xuống á, để anh chị mường tượng thị trường chứng khoán nó cũng y như vậy luôn. Cái chu kỳ đi xuống của nó lao xuống cực kỳ nhanh, nó nhanh bởi vì anh chị hiểu dùm cho em, đó là bởi vì nó liên quan đấy, không phải là cái chuyện là anh chị đầu tư bằng tiền thật, tiền cá nhân của mình bỏ vào thị trường. Nhưng có rất nhiều các tổ chức, các nhóm đầu tư bằng tiền vay, vay của các công ty chứng khoán, vay của ngân hàng, hoặc vay lãi, thậm chí có khi còn vay lãi nóng để giao dịch, lòng tham. Và họ vay như vậy đến dẫn đến câu chuyện khi mà có vấn đề cái là cổ phiếu giảm, họ thua lỗ, thì các cái tổ chức cho vay họ sẽ cấp tập thu hồi cái vốn vay về và bán ra bằng mọi giá, dẫn đến giá cổ phiếu của anh chị lao xuống không phanh, giống như việc rớt trên đỉnh núi mà khi bị sẩy chân rớt xuống. Còn lúc đi lên thì anh chị thấy đó, thị trường mà trong chu kỳ đi lên rất là dài, rất là lâu, rất là khó khăn, giống như chuyện leo núi đi lên và có những cái chạm gọi là chạm ngừng chân để tiếp tục lấy sức,
tiếp sức ăn uống để đi lên tiếp, thì đi lên nó cũng vậy. Nên anh chị đừng bao giờ nghe, em nói với anh chị luôn, cái này là chia sẻ chân tình, đừng bao giờ nghe một số cái nhóm, một số cái tổ chức, hay là một số cái tin tức về hô hào là nó sẽ vượt lên như này thế kia. Anh chị cứ yên tâm, cứ bình tĩnh, khi thị trường nó cổ phiếu nó đi lên, nó phải cũng phải có những cái điểm dừng, không vô vàng hết. Nếu nó đã tạo sóng, nó đã tạo nên một cái sóng lớn thì nó cũng phải có những cái điểm dừng tích lũy, không phải vội vàng đưa tiền vào mua ngay những cái tại cái vùng mà đang cái lòng tham nó trỗi dậy, mua ngay đúng cái đỉnh thì trong ngắn hạn anh chị sẽ bị mất tiền. Cái này nếu những người đã tham gia thị trường rồi, em nói sẽ hiểu, sẽ rất là hiểu cái thứ em đang nói, bởi vì họ đã có trải nghiệm rồi. Còn những người mới cố gắng nghe em nói những thứ em nói, đó là kinh nghiệm thực tế, đó là kinh nghiệm thực tế, đó là những trải nghiệm từ việc đọc và nghiên cứu tài liệu, sau đấy đưa vào ứng dụng trên thị trường trực tiếp. Ok, em dừng trực tiếp ở đây để em hôm nay em có chút việc, nên là rất mong là tiếp tục nhận được cái sự ủng hộ. Thì sau này thì em cũng sẽ thường xuyên làm những cái chuyên đề như thế này, về kiến thức cơ bản, kiến thức kỹ thuật, dòng tiền, rồi một số cái phân tích sơ, gọi là sơ lược cho anh chị. Còn việc phân tích chi tiết vào những cổ phiếu thì em sẽ hạn chế hơn. Và hôm qua em có thành lập nhóm rồi, thì nhóm cũng khá nhiều người ủng hộ em, trên 100 người ủng hộ để tham gia cái nhóm, có đóng phí, có đóng phí để duy trì nhóm lâu dài rồi. Thì anh chị mà có tham gia nhóm thì liên hệ inbox với em, thì em sẽ hướng dẫn các anh chị để tham gia cái nhóm của mình về cái việc tư vấn mua bán cổ phiếu. Còn hôm nay thì em vẫn tiếp tục làm những cái video trực tiếp và công khai như thế này để mong muốn rằng là cải thiện cái kiến thức, cải thiện cái hiểu biết của những nhiều người mà không thuộc là ngành nghề tài chính, cũng không phải là người chuyên về tài chính. Bởi vì những thứ em nói thì so với dân tài chính thì nó cũng là những thứ nó nói xàm thôi à, nói theo kiểu là nó cũng không có chuyên sâu đâu, nhưng nó có ích đối với những người mới tham gia. Những người tham gia cũng mong được nhận được cái sự gọi là cái gì, cộng hưởng, sự chia sẻ của các anh chị. Đừng quên là like, subscribe cho em anh chị ha, chia sẻ hoặc là bình luận cho em. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.